cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một thí sinh duy trì được phong độ nhảy múa của mình cực kỳ tốt qua các tuần lễ. Hai lần được giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất của tuần. Và không may là lần này bạn gặp một chấn thương bong gân ở chân nên bạn không thể di chuyển một cách bình thường được, phải dùng đến sự trợ giúp của xe lăn. Và chính vì điều đó nên bạn và biên đạo của mình đã cùng bạn sát vai trong suốt những tuần qua, nên nghĩ ra một chiêu mới, đó là nhảy cùng với chiếc xe lăn luôn. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để xem họ xoay sở tình huống này như thế nào. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho phần biểu diễn của Ngọc Khánh. Thử thách hôm nay là thử thách trên biển, và đối với Khánh đó là một cực hình. Yoga nó rất là khó đối với những cái người mà thân hình quá khổ như Khánh. Nhất là bụng, thứ hai là đùi. Khi mà những cái động tác mà gặp người hoặc là tạo dáng cho nó chuẩn thì cứ cắn bụng. Bài tập đầu tiên thì đó là chạy trên cát và cả dưới mặt nước nữa. Mà người thì mập, nó sẽ lún chân xuống cát và khó di chuyển. Nước nó cứ cản lại cái vận tốc của mình, làm cho nó rất là nặng nề và rất là mệt. Đến với bài tập thứ hai, đó là bài tập vượt chướng ngại vật liên hoàn. Chướng ngại vật đầu tiên đó chính là cái mà mình bật nhảy cao. Đối với một người nặng nề thì cái việc đó rất là khó và rất là tốn sức. Nhảy cao xong thì mình phải chống tay xuống đất, kiểu để hít đất, nhưng mà lại là bò và quay ngược trở lại nữa. Thử thách đó coi như là cái thử thách mà Khánh sợ nhất. Có một chuyện xảy ra rất bất ngờ đối với Khánh là Khánh bị chấn thương. Khi mà đến bác sĩ khám thì đã bị bong gân. Lời khuyên của bác sĩ là phải nghỉ ngơi và không được đụng tới chân trong nhiều ngày để mà hồi phục vết thương. Bây giờ thì Khánh chỉ biết là mình phải cố gắng thật nhiều để mà vượt qua cái nỗi đau này và cố gắng hoàn thành bài nhảy thật tốt để mà ở lại với chương trình. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Bésame. I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame. Bésame otra vez. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa. Bésame un poquito. Besa, 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 besa. Bésame otro ratito. Suavemente, bésame. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Suave. Huỳnh Mến và Ngọc Khánh, thưa quý vị. Quá xuất sắc. Tôi nói thật với quý vị là tôi rất là nể cái thái độ làm nghề của Huỳnh Mến. Không có cái gì làm khó bạn ấy được. Có ai nghĩ là bây giờ một cái chiếc xe như vậy mà vẫn biên đạo, vẫn nhảy bình thường. Bạn rất là may mắn nếu bạn có một huấn luyện viên như vậy. Tôi cũng biết là nếu không phải là Huỳnh Mến thì câu chuyện sẽ như thế nào. Và sự cố gắng rất tuyệt vời của Ngọc Khánh, quý vị. Và nếu quý vị đồng cảm và cho đây là tiết mục được bình chọn trong tuần, quý vị hãy nhắn BN khoảng cách 07 và gửi về 8369. 3.000 cho một tin nhắn. Xin mời anh Đàm ạ. Thật sự là Hương với Thành cũng có những cái sự đồng cảm đặc biệt
Nếu nói về cảm xúc thương cảm hay thương hại thì các em cũng sẽ không muốn nhận đâu, và cũng sẽ bất công cho những các thí sinh khác. Nhưng mà từ một bài thi đang một người bình thường đang nhảy, gần tới giờ cuối để mà bước ra nhảy rồi, bây giờ phải đổi một bài khác và sử dụng một cánh tay để di chuyển cái xe để theo được cái bài diễn, không phải gì đơn giản để làm được. Và thần thái ánh mắt của em nó thèm được nhảy, anh nhìn thấy rất là cảm xúc, có cảm xúc. Hai mùa rồi tôi chưa bao giờ cảm ơn bất kỳ một biên đạo nào. Đó là công việc và nghề nghiệp của các bạn. Nhưng lần này phải nói lần là anh là nói cảm ơn Huỳnh Mến, như em phải biết ơn Huỳnh Mến. Quan trọng là chúng ta thấy được đây không phải là cái sự xoay sở để nhảy, mà cô ấy dàn dựng là có cái để chúng ta coi. Tôi có nhớ là mình đã xem một cuốn phim nào đó về cũng có hình ảnh này. Nó đẩy lên cảm xúc của người xem rất là tốt. Hai bạn hay quá. Mời Phạm Hương. Có lẽ đây là một thí sinh mà đặc biệt nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Chỉ tiếc là Phạm Hương chưa được nhìn thấy những cái bước chân di chuyển của bạn ở bên ngoài. Anh xin ngắt lời em, nói tiếp với em luôn. Bạn này có khả năng nhảy rất tốt, cho nên là mình không có nghi ngờ về dấu hiệu là nhảy được hay không nhảy được, chống chế bằng cái cách khác. Đấy. Với một chiếc xe lăn thì tưởng chừng đó là một cái vật cản rất là lớn đối với bạn ấy. Thì em có thể nhìn thấy được rằng là rất là đẹp trai, rất là nóng bỏng. Chỉ với một chút phần trên thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể cảm nhận được là cái sự khát khao muốn được thoát ra khỏi cái xe lăn đấy là như thế nào. Phạm Hương vô cùng trân trọng cái khát khao của bạn, cái đam mê thực sự của bạn trong chương trình này. Cảm ơn Phạm Hương. Mời John. Đầu tiên anh muốn nói anh đánh giá cao về cái sự cố gắng của em, vì em đang học một cái bài Jive và sau đó em không được may mắn và phải đổi bài, nhưng mà cái sự quyết tâm và cố gắng của em rất tốt. Giờ nói về cái bài thì đối với anh thì cái bài này cũng khó để chấm, nhưng mà giống anh Đặng Vinh Hương nói, mọi thứ em làm trên cái xe lăn cái đó rất không đơn giản. Em phải biết cái nhịp để xoay cái xe, Mến phải tin về em để nhảy lên và em không có trượt hay té, thì mấy cái đó nó cũng cũng đặc biệt trong cái bài này. Nếu mà anh nói về cái cảm giác của anh thì nó rất là đã, nhưng anh cũng có một cái cảm giác khác là cái động tác là chưa đủ. Nhưng tất cả mọi thứ em làm trong cái bài này em làm tới và tụi em làm tốt. Nếu mà để đòi hỏi mà đủ bước nhảy thì sẽ là không thể. Không bao giờ là có thể làm được với một chiếc xe lăn như thế này. Mà quan trọng là chúng ta sẽ dùng nó để tạo ra cái hiệu ứng sân khấu như thế nào mà thôi. Mà rõ ràng là chúng ta vừa rồi thấy là Ngọc Khánh cũng có những thái độ tốt, tinh thần hòa quyện với Lê Huỳnh Mến, và quan trọng là những cái nhịp nhạc, cái cảm nhạc và cái độ chắc chắn khi phải bê đỡ một cô gái trên một cái vật thể có thể di chuyển được. Đó là một cái điều vô cùng khó khăn. Và tôi đánh giá rất là cao về điều này. Hy vọng là ban giám khảo cũng sẽ suy xét để có thể cho họ những cái điểm số hợp lý hơn. Mời Phạm Hương. Phạm Hương sẽ gửi tới bạn điểm 8. 8 điểm. Mời John. Thì một cái quan trọng anh muốn nhiều biên đạo hiểu là trong cái bài mình không cần làm mấy cái bưng bê phức tạp nhất, nhưng mà một cái quan trọng là cái cảm giác mình tạo ra cho khán giả. Và nếu em nhảy nhiều hơn, chắc chắn cái điểm anh đưa sẽ cao hơn, mà theo cái cảm giác của anh nha. 7 điểm. Anh Đàm Vĩnh Hương. Yes, cho em mừng cái cương tí xíu nha. Cảm xúc là cảm xúc, công việc là công việc. Trong bài nhảy này anh chỉ cho Khánh 5 điểm, và anh muốn cộng 5 điểm của Huỳnh Mến nữa là 10 điểm. Wow. Vâng, thưa quý vị, trong nghệ thuật thì sẽ không có cái giới hạn của đúng sai. Và đây chỉ là câu chuyện về cảm xúc, là chúng ta có thể kích hoạt được cảm xúc lên đến cái ngưỡng nào đối với những cái người xem mà thôi. Và Thành nghĩ rằng là anh Đàm Vĩnh Hưng đã đồng cảm với hai bạn, và đó là câu chuyện của điểm 10. Chúng ta sẽ có điểm trung bình dành cho hai bạn từ ba vị giám khảo là 8,3 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ mời bạn về bàn cân. Cố lên nha. Cân nặng cũ là 100,1 kg. Thì bây giờ cân nặng mới là 97,6 kg. Wow. Giảm 2,5 kg. Và bạn được là 2,5%, tương đương với 10,8. Bạn vẫn an toàn. Chúc mừng cho Ngọc Khánh. Hy vọng là tuần sau bạn sẽ cố gắng hồi phục sớm để có thể quay trở lại sàn tập. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.